Good afternoon, the class. Today we are going to begin our lesson. Good afternoon, guys. Okay. Well, this is a very big brand map. So this is the new brand map. Let's start. Bây giờ thì mình sẽ có một cái biểu đồ tư duy phát triển dựa trên những cái ngôn gọi là vocabulary vocab của tuần vừa qua hoặc của những ngày vừa qua, bắt đầu một tuần mới của tuần này. Thì từ thứ nhất thì nói về cuộc sống đời thường. Brag. Như vậy bây giờ thì mình lấy những cái từ vựng mình đã từng học và bây giờ mình phổ biến ra từ cuộc sống đời thường. Như vậy khi mà nói về I, we, you, they thì động từ nó đọc bình thường. Còn khi nói về he, she, it thì động từ nó tức khắc nó sẽ thêm s trong tiếng Anh, được gọi là cracks. Cracks có nghĩa là làm vỡ ra. Đặc biệt là nói về chúng thì crack có nghĩa là mình làm vỡ vụn ra, mình làm vỡ ra, thì người ta sẽ dùng từ crack. Như vậy ở đây trước khi tôi hôm nay tôi muốn ăn trứng, ví dụ như thế, tôi sẽ trước tiên tôi sẽ gọi là đập trứng ra, thì cái hành động mà đập trứng người ta sẽ dùng từ crack trong tiếng Anh. Đây là mình đang nói về trứng rồi. Như vậy ở đây mình sẽ có từ nấu ăn là cook, và nói về anh ấy, cô ấy và nó thì người ta sẽ dùng từ cooks thêm s. Cô ấy cần phải nấu ăn tại vì cô ấy phải chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình. Chuẩn bị mình đã học là từ prepare. Nói về he, she, it là prepares thêm s trong tiếng Anh. Cần phải trong tiếng Anh, nếu mà mình nói về cái hành động là cần phải, là không ai bắt buộc mình hết, mình cảm thấy đó là một cái việc mà mình cần phải làm, thì has to là dành cho I, we, you, they. Còn mà cần phải là dành cho he, she, it thì động từ nó sẽ thêm s, đọc là has to. Như vậy cô ấy cần phải khi mà thấy cái từ to trong tiếng Anh thì đứng sau to sẽ là động từ nguyên mẫu, có nghĩa là không thêm s. Cứ thấy to là phía sau to là sẽ cộng trực tiếp cho động từ nguyên mẫu. Mình cần phải làm gì thì đứng sau từ to sẽ cộng cho động từ nguyên mẫu. Cô ấy cần phải nấu ăn cho gia đình, thì chị Thủy ráp như thế nào ạ? She has to cook for her family. Yes, she has to cook for her family. Và bây giờ mình nâng cấp lên nói rõ ràng hơn. Cô ấy cần phải nấu ăn sáng cho gia đình. Thì chị Thanh Thủy ráp như thế nào ạ? She has to cook sáng ạ. Breakfast. Yes, breakfast. Her family. Yes, for her family. Rồi hôm nay cô ấy sẽ làm món ăn trứng, ví dụ là như thế. Như vậy mình làm một cái món ăn gì đó, nói về món ăn, hoặc là mình làm một cái thức uống gì đó, thì thức uống trong tiếng Anh được gọi là drinks. Trong tiếng Anh đây được gọi là thức uống. Thì nói về chữ làm mà dành cho thức ăn và thức uống thì mình sẽ có từ make. Ở đây thì makes. Như vậy ở đây cô ấy nấu ăn cho gia đình. Cô ấy sẽ làm món trứng cho gia đình. Thì nói về món trứng thì mình sẽ có từ là trứng chiên, thì rất là dễ, người ta sẽ gọi là omelette. Còn mà gọi là trứng luộc thì mình lại có cái từ được gọi là từ boiled eggs. Rồi như vậy ở đây cô ấy sẽ làm món trứng chiên cho gia đình. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây anh chị? Cô ấy sẽ làm trứng chiên cho gia đình. She must the omelette. Yeah. Now, khi mà mình nói về từ làm mà nói về thức ăn, thức uống, thì người ta sẽ dùng từ make. Đối với I, we, you, they động từ nguyên mẫu. He, she, it động từ thêm s là makes. Như vậy cô ấy sẽ làm thức ăn cho gia đình. Thì anh ráp cái khúc này như bên ta, cô ấy sẽ làm món trứng chiên cho gia đình. Thì anh chị ráp như thế nào? She will must. Yes. She, okay. She will make. Yeah, món trứng chiên. The omelette for her family. Yes, omelette. Okay, she will make an omelette
For her family. Rồi cô ấy hết trứng rồi. Cô ấy phải đi ra chợ để mua trứng. Như vậy mình hết cái gì đó. Thì trước đây mình đang học cái từ hành động hết trong tiếng Anh là run out of. Và khi mà nói về he did, người ta sẽ thêm as well. Runs out of. Cô ấy hết trứng. Cô ấy hết trứng rồi. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh để chị Lani? She run out of. She runs out of. Nè cô ấy hết trứng rồi thì chị nói như thế nào ạ? She is runs out of. Yes. Trong tiếng Anh thì khi mà nói khi mà viết yes, khi nói hoặc là khi viết thì cần phân biệt trong câu có hành động hay không có hành động. Nếu mà trong câu nói của mình có hành động thì mình sử dụng bình thường, là mình dùng hành động bình thường. Còn trong câu nói mình không có hành động thì mình sẽ dùng động từ to be, am, is, are là như thế này. Như vậy cô ấy hết trứng chim rồi. Hết là hành động trong tiếng Anh. Đây là hết. Hết là she runs out of eggs. Yes, cô ấy hết trứng chim rồi. Cô ấy phải đi ra chợ để mua trứng. Cô ấy hết trứng rồi. Cô ấy phải đi ra chợ để mua trứng cho gia đình. Thì mình ráp cái khúc ở phía sau như thế nào chị Thanh Thủy? Cô ấy phải mua trứng cho gia đình á? Dạ vâng ạ. She must. Yeah, she must. Cô ấy phải đi ra chợ mua trứng cho gia đình ạ? She must go market. Let's go to the market. Yes, để mua trứng cho. To buy egg. Cho gia đình. For her family. That's for her family. Người ta hay gọi là một chục trứng. Thì mình sẽ dùng từ dozen of eggs trong tiếng Anh. Như vậy cái từ chục trong cái từ mà hàng chục thì mình nói tiếng Trung từ hàng chục thì người ta sẽ dùng từ dozen. Như vậy ở đây một chục thì nó xem số 1 và là one dozen. Ở đây thì mình đang sử dụng là a dozen. Như vậy cô ấy sẽ mua một chục trứng cho gia đình. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây Thiên? She buy dozen. Cô ấy sẽ mua một chục trứng cho gia đình thì Thiên rap như thế nào? She will buy dozen eggs. Và một chục là gì ạ? Một chục là gì? Một chục dozen. Là dozen chỉ là chục thôi, chưa có xác định một hay là hai chục hay là ba chục. Như vậy một chục là gì ạ? A dozen of eggs. Cô ấy sẽ mua một chục trứng cho gia đình thì Thiên nói như thế nào? She will buy. Will là từ đặc biệt đấy. Trước giờ mình học là will là từ đặc biệt. Will thì làm gì mà thêm s? Tại vì nó đâu phải là hành động đâu mà thêm s. Will là sẽ trong tiếng Anh. Còn sẽ không người ta sẽ gọi là will not. Hoặc là người ta đọc tắt là won't trong tiếng Anh. Đây là động từ đặc biệt. Như vậy đây là nói về tương lai thì cái từ sẽ nó bình thường thôi. Đứng sau sẽ cái gì mà thấy xài từ sẽ hoặc là từ sẽ không là cũng là nó. Thì đứng sau đó thì động từ bình thường là mình khỏi cần chia cái gì cả. Cái đó cô ấy sẽ mua một chục trứng cho gia đình thì Thiên rất như thế nào? She will buy a dozen of eggs for family. Yes, she will buy a dozen of eggs for her family. Okay. She will buy a dozen of eggs for her family.
Yes, okay. Cô ấy sử dụng một chục trứng trong vòng một tuần. Thì trong vòng cái gì đó mà ở hiện tại, ở mức độ hiện tại hoặc là ở mức độ về quá khứ thì người ta sẽ sử dụng từ for trong tiếng Anh. Thì ở đây cô ấy sử dụng một chục trứng trong vòng một tuần thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh đây chị Thanh Thủy? She used là đây là động từ dùng cho how we use đây, tại vì cái chữ use nó viết gốc của nó là như thế. Và khi mà dùng cho he she it thì người ta sẽ ghi chữ là như thế này. Và như thế này thì người ta đọc là uses. Uses. Như vậy ở đây cô ấy sử dụng một chục trứng trong vòng một tuần. Thì chị Thanh Thủy rap như thế nào ạ? She used. Yes. How we use they, động từ nguyên mẫu. He, she, it, động từ tense trong tiếng chữ use này. Đây là gọi là verb nguyên mẫu. Tại vì cái cách nó ghi như thế, cái cách nó đọc như thế. Còn mà uses, mà tense ở phía sau, đây là động từ tense. Và động từ tense thì người ta dùng cho những cái ngôi, là ngôi riêng biệt luôn, là he, she, it. Nói về người thứ ba thì động từ nó sẽ tense, là mình đọc là chuẩn nhất. Còn nếu mà mình không cần ngữ pháp thì mình nói bình thường người ta vẫn hiểu. Mà mình muốn mà chu toàn một chút xíu thì mình sẽ đệm đẹp như ngữ pháp. Như vậy cô ấy sử dụng một chục trứng trong vòng một tuần thì chị Thanh Thủy rap như thế nào? She uses a dozen of eggs. Yes, trong vòng một tuần. For a week. Yes, for a week. Rồi, sau khi cô ấy sử dụng một chục trứng trong vòng một tuần, cô ấy sẽ phải đi siêu thị một lần nữa. Sẽ, mà đi với từ phải, thì trước giờ mình không bao giờ dùng từ must, mà đi với sẽ cả. Sẽ mà đi với từ phải thì mình sẽ dùng từ will have to cộng cho một cái action trong tiếng Anh. Cũng giống như từ sẽ, mà đi với từ có thể, thì mình sẽ sử dụng một cái từ khác là will be able to. Để chọn cho một action trong tiếng Anh. Như vậy, cô ấy sẽ, sau khi cô ấy sử dụng một chục trứng, cô ấy sẽ phải đi chợ một lần nữa. Và mình có cái từ một lần nữa trong tiếng Anh. Thì mình sẽ dùng từ once again. Cô ấy sẽ phải đi chợ một lần nữa. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây Thư? Dạ. She will have to go to the supermarket. Yes, once again. Rồi tiếp theo, sau khi cô ấy sử dụng hết một chục trứng, thì trước giờ mình chỉ học một từ sử dụng thôi, mình chưa có nâng cấp lên. Và tại lý do mà mình chưa nâng cấp lên là mình trong những cái lớp mà nó chậm quá nên mình không có nâng cấp lên được. Thì bây giờ mình bung ra những cái lớp khác mình gặp vào thì mình sẽ được nâng cấp lên và tiếng Anh của mình nó tăng lên. Như vậy mình sử dụng hết cái gì thì người ta sẽ dùng từ use up cái gì đó trong tiếng Anh cộng cho gọi là cái nội dung ở phía sau. Use up là động từ nguyên mẫu và khi mà thêm s thì đọc là uses up cái gì đó. Như vậy cô ấy sử dụng hết một chục trứng trong vòng một tuần thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây thường? Cô ấy sử dụng hết một chục trứng trong vòng một tuần. She used up what a dozen. Cái từ what này có nghĩa là mình phải đệm theo cái nội dung vào mình sử dụng hết cái gì. Và khi đọc là use up là động từ nguyên mẫu. Và khi đọc là uses up là động từ thêm s dùng cho he she it. Cái gì thêm s rõ ràng ở phía sau thì nó sẽ dùng cho he she it. Như vậy cô ấy sử dụng hết một chục trứng trong vòng một tuần thì Thư rap như thế nào? She used up a dozen of eggs for a week. Yes, for a week. Rồi sau khi cô ấy sử dụng hết một chục trứng trong vòng một tuần, cô ấy sẽ phải đi chợ để mua một chục trứng. Như vậy mình nói như thế nào trong tiếng Anh đây anh chị? Sau khi cô ấy sử dụng hết một chục trứng trong vòng một tuần, cô ấy sẽ phải đi chợ để mua một chục trứng. When she used up a dozen of eggs for a week, she will have to go to the market.
to buy a dozen of S. She will have to go to the market. Yes, to buy a dozen of eggs, okay. Rồi tiếp theo, tôi muốn ăn món trứng chiên cho nên tôi cần bạn làm món trứng chiên cho tôi. Thì nãy giờ mình học là cái từ mà làm, mà dành cho gọi là dành cho thức ăn, thức uống là đây. Thì đây mình sẽ copy lại ở dưới đây. Từ làm mà dành cho thức ăn, thức uống là mình sẽ có từ này trong tiếng Anh. Đây, make là cho động từ nguyên mẫu là make. Và khi thêm s và đọc là makes. Thì cái gì thêm s là mình chỉ nói về he she it thôi. Cô ấy muốn ăn món trứng chiên. Cô ấy cần anh ấy làm món trứng chiên cho cô ấy. Thì chị Thanh Thủy đáp như thế nào? She makes. Oh no, cô ấy muốn ăn món trứng chiên à? She want to eat. Omelette. Yes, an omelette. Và trứng chiên thì trong tiếng Anh thì cái từ này đếm được, danh từ đếm được trong tiếng Anh. Danh từ đếm được thì mình có một cái ký hiệu là countable noun, là gọi là đếm được. Như vậy hai món trứng chiên, hai trứng chiên là two omelettes. Rồi cô ấy cần anh ấy, cô ấy cần anh ấy làm món trứng chiên cho cô ấy, làm trứng chiên cho cô ấy thì chị Thủy đáp như thế nào? Chị Thanh Thủy đáp như thế nào? Cô ấy cần anh ấy làm trứng chiên cho cô ấy. She want she need to. Cô ấy cần anh ấy làm món trứng chiên cho cô ấy à? Cần ai đó làm cái gì đó? Cần làm gì? Nếu mà bản thân mình cần làm cái gì thì mình sẽ dùng từ need to. Còn mà mình cần người ta làm cái gì đó hoặc là ai đó cần người khác làm cái gì đó thì mình chỉ cần tách cái từ need và từ to ra thôi. Need rồi sau đó cộng cho con người, rồi sau đó cộng cho to lại là xong. Để đây, như vậy nhìn một cách đơn giản, tôi cần làm gì là need to, còn tôi cần ai làm gì, need, tách to ra, ở giữa là người, thế là xong. Rồi như vậy ở đây, mình cũng có cái từ want to là mình hay lẫn lộn, là sẽ sử dụng want to cộng cho action. Muốn người ta làm cái gì đó cho mình, thì want, tách cái từ, cái chữ to ra, và ở giữa thì mình sẽ thêm con người vào. Là want I đó to, là mình muốn người ta làm cái gì đó cho mình. Rồi và hãy nhớ rằng là need là động từ nguyên mẫu. Khi mà nói về he she it thì là needs to. Want to là động từ nguyên mẫu. He she it là wants to. Ở dưới cũng như vậy. Như vậy cô ấy cần anh ấy làm món trứng chiên cho cô ấy thì chị Thanh Thủy đáp như thế nào? She needs him to make. Yes. An omelette. Very good. Cho anh ấy, cho cô ấy. For her. Yes, for her. For her. Dạ rồi. Anh ấy bận học, anh ấy bận làm việc online, cho nên anh ấy không thể làm món trứng chiên cho cô ấy. Thì trước đây mình có học cái cấu trúc là bận làm cái gì đó. Và muốn sử dụng chuẩn cái cấu trúc này không phải tiếng Anh bồi, thì sau từ busy thì cái hành động của mình nó phải thêm in. Busy là bận, và bận được xem như là một cái tính từ trong tiếng Anh chứ không phải là hành động. Do đó thì lý do mà tại sao nó đi chung với nó đặt câu, khi đặt câu thì mình phải đi chung với am, is, are là vậy. Như vậy trong câu không có hành động thì dùng am, is, are, trong câu có hành động thì mình chỉ dùng hành động để đặt câu thôi. Anh ấy bận làm việc online. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây chị Lani? He is busy working online. Yes, he is busy working online. Cho nên anh ấy không thể làm món trứng chiên cho cô ấy. Thì chị Lani rap. So he can't make an omelette for her. Yes. Yeah. Very good for her. Rồi, tại vì anh ấy bận, tại vì anh ấy không thể làm món trứng chiên cho cô ấy. Cô ấy kêu tôi làm món trứng chiên cho cô ấy. Thì mình đã học cái cấu trúc kêu rồi. Kêu ai đó
làm cái gì đó, kêu ai đó làm cái gì đó, thì mình sẽ có một cái cấu trúc trong tiếng Anh là từ ask. Ask người nào đó to làm cái gì đó trong tiếng Anh là như thế này. Thì ask cũng vậy, ask là động từ nguyên mẫu. Sau khi speak thì mình sẽ dùng từ ask trong tiếng Anh. Rồi cô ấy kêu tôi làm món trứng chiên cho cô ấy, thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây anh chị? She asked me to make an omelette for her. Yeah, she asks me to make an omelette for her. For her. Tại vì anh ấy không thể làm món trứng chiên cho cô ấy, thì anh chị rap ở phía sau như thế nào? Because he can't make an omelette for her. Yes, an omelette for her. Rồi ạ, và tiếp theo, tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi. Thì trứng luộc thì mình sẽ có từ boiled eggs, boiled eggs. Tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi. Thì Thiên rap như thế nào? Tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi. Kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi. I ask. Yes. Mom. Yes. Làm trứng luộc cho tôi. I ask my mom. Làm cái gì đó trong tiếng Anh. Làm trứng luộc cho tôi. Làm về thức ăn là gì? Là make. Và trứng luộc thì mình sẽ có từ boiled eggs. Như vậy tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi thì Thiên rap như thế nào đây? I ask my mom make. Sai rồi. Trong cấu trúc của mình, kêu ai đó làm cái gì đó là ask người nào đó to làm cái gì đó trong tiếng Anh. Như vậy tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi thì Thiên rap như thế nào đây? I ask my mom to make boiled egg. Yes, very good. Boiled eggs. Cho tôi. Cho tôi là gì thế? For me. For me. Thiên còn nhỏ, Thiên còn trẻ tuổi mà như ông già 80 như thế nào ấy nhỉ? Từ từ. Ask my mom to make boiled eggs for me. Rồi, như vậy ở đây tôi muốn ăn trứng luộc, tôi không muốn ăn trứng chiên là câu đơn giản nhất. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây chị Thanh Thủy? Tôi muốn ăn trứng luộc, tôi không muốn ăn trứng chiên. I want omelette. No. Tôi muốn ăn trứng luộc là chị thấy rap như thế nào? Trứng luộc. Boiled. Yes, boiled. Yes, eggs. Okay. Tôi không muốn ăn trứng chiên. Chị thấy rap như thế nào? I want to egg. To eat omelette. Yes, an omelette. Okay. Tôi muốn ăn trứng luộc nhưng mẹ tôi làm trứng chiên cho tôi. Thì chị Thủy rap như thế nào? I want to eat boiled egg. Yes. Nhưng mẹ tôi làm trứng chiên cho tôi. But my mom make omelette for me. Yes, for me. Okay, rồi tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi lại một lần nữa. Thì chị Thủy, chị Thanh Thủy rap như thế nào? Tôi kêu mẹ tôi làm trứng luộc cho tôi lại một lần nữa. I ask. Tôi kêu mẹ, my mom.
Yes. My mom. Boil for me. Yes, boiled eggs for me. Một lần nữa. Again. Once again. Một lần nữa, nhấn mạnh mà. Một lần nữa. Now once again. Rồi, tiếp theo ạ. Mình có thể nói là anh ấy muốn cô ấy làm trứng luộc cho anh ấy, nhưng cô ấy làm trứng chiên cho anh ấy. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh, anh chị ạ? She want her too much boiled eggs for him. Boil. Yes. He wants her to make boiled eggs for him. Nhưng cô ấy làm trứng luộc, nhưng cô ấy làm trứng chiên cho anh ấy. Thì anh chị rap của phía sau. But she must. And amazed for him. Yes, very good. But she makes an omelette for him. So tiếp theo, anh ấy cảm thấy bực bội tại vì cô ấy không làm những gì anh ấy kêu. Thì mình có cái từ những gì mình hay rap ở trong câu. Nếu mà rap ở trong câu nói thì nó động dịch là những gì. Nếu mà rap ở ngay câu hỏi thì nó dịch là cái gì. Thì mình sẽ có từ what. Trong tiếng Anh là như thế này. Anh ấy không làm, cô ấy không làm những gì anh ấy kêu. Ok. Như vậy ở đây mình có cái từ làm. Làm bình thường thì mình sẽ dùng từ do trong tiếng Anh. Rồi hồi nãy mình đang học cái từ kêu. Có nghĩa là kêu mà cái kiểu mà sai khiến người ta. Thì ask người nào đó to làm cái gì đó. Nếu mà mình nói rõ là kêu ai đó làm cái gì đó là ask con người cộng với to. Sau đó cộng với một cái action ở phía sau. Như vậy anh, cô ấy không làm những gì anh ấy kêu. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây thêm. Cô ấy không làm những gì anh ấy kêu. She doesn't. Cô ấy không làm những gì anh ấy kêu. Nói chuyện bình thường trong hiện tại mình có cái từ không dành cho hành động là gì? Cô ấy không làm là gì? Doesn't do. Những gì anh ấy kêu, những gì cô ấy kêu. He doesn't do. Cô ấy không làm những gì anh ấy kêu. What him ask? Yes, what he asks. So anh ấy không làm những gì tôi kêu. Thì Thiên nói như thế nào? Anh ấy không làm những gì tôi kêu. He doesn't do. What I ask? Yes, tôi không làm những gì cô ấy kêu. Thì Thiên nói như thế nào? I don't do what she asks. Yes, what he asks. Rồi tiếp theo, tôi không làm. Tôi kêu cô ấy đi chợ, nhưng cô ấy không đồng ý đi chợ. Thì mình đã học cái từ đồng ý là từ agree to. Agree to. Và không đồng ý làm cái gì đó là disagree to. Và mình sẽ có từ agree. Đây là động từ nguyên mẫu. Đối với he she it thì người ta sẽ đọc là agrees to. Disagree. Đây là động từ nguyên mẫu. Đối với he she it thì người ta sẽ đọc là disagrees to. Là như thế này. Như vậy ở đây tôi kêu cô ấy đi chợ nhưng cô ấy không đồng ý đi chợ. Thì mình rap như thế nào cho tiếng Anh đây Thư? I ask her. I ask her go to the market. Nhưng cô ấy không đồng ý đi chợ. But she decided.
They have a disagree. Như vậy nhân nói không đồng ý đi chợ là gì thôi? But she disagree. He did to the mess. But she disagrees. Go to the market. No. Agree. Giữa hai hành động với nhau. Tôi nhớ là hành động thứ nhất nó xuất hiện rồi. Thì những cái hành động một tiếp sau, hành động thứ hai, hành động thứ ba, hành động thứ tư gì đấy. Động từ nó sẽ thêm s. Như vậy thứ nhất tôi kêu cô ấy đi chợ. I ask her. Là kêu. Người ta rồi sau đó hành động thứ hai là đi chợ là phải là có to. Sau đó mới gọi là go to the market. Nhưng cô ấy không đồng ý đi chợ. Đồng ý. Đây không đồng ý là một cái động từ. Cô ấy không đồng ý đi chợ thì thưa đáp ở khúc ở phía sau như thế nào cho đúng đây? But she disagree to go to the market. But she disagrees to go to the market. To go to the market. I ask her to go to the market, but she disagrees to go to the market. Cô ấy không đồng ý làm những gì. Khi cô ấy không làm đồng ý làm những gì tôi kêu, tôi cảm thấy bực bội. Thì mình có cái cảm xúc là bực bội trong tiếng Anh. Thì mình đang dùng từ angry. Như vậy khi cô ấy không làm những gì tôi, khi cô ấy không đồng ý làm những gì tôi kêu, thì mình ráp cái câu nói này như thế nào đây chị Thanh Thủy? Khi cô ấy không đồng ý làm những gì tôi kêu. When she khi cô ấy không đồng ý làm những gì tôi kêu. Disagree. Yes, when she disagrees. Khi cô ấy không đồng ý làm những gì tôi kêu. Thì mình rap như thế nào? When she disagrees, không đồng ý là hành động rồi. Mình cứ nhớ là mình nói. Yes, very good. No, no. Nếu mà làm thức ăn, thức uống thì chị sẽ dùng từ make. Còn làm hành động bình thường thôi thì chị sẽ có từ là... Yes. To do. Làm những gì tôi kêu. To do me. No, no. Làm thì làm cái gì? Làm những gì tôi kêu. What? To do what? Me at. Tôi đứng trước hành động là từ... I. Tôi kêu là I ask. Yeah, đứng trước hành động hoặc đứng sau hành động. Trước hành động thì mình sẽ dùng từ I, sau hành động mình sẽ dùng từ me trong tiếng Anh. Rồi khi cô ấy không đồng ý làm những gì tôi kêu, tôi cảm thấy bực bội thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh? I feel angry. Yes, I feel angry. I feel angry. Khi cô ấy không đồng ý mua những gì tôi kêu, tôi cảm thấy bực bội. Như vậy, đây là thứ nhất là mình vừa xong cái hành động là. Thứ hai, mình sẽ có cái hành động mua trong tiếng Anh là từ buy. Như vậy, khi cô ấy không đồng ý mua những gì tôi kêu, tôi cảm thấy bực bội. Thì chị Thanh Thủy rap như thế nào? When she disagrees. Yes, khi cô ấy không đồng ý làm những gì, khi cô ấy không mua những gì tôi kêu, tôi cảm thấy bực bội. To buy. To buy what I ask. Yes, tôi cảm thấy bực bội. I feel angry. Yes, I feel angry. I feel angry. Rồi tiếp theo khi họ không đồng ý bán những gì tôi kêu, tôi cảm thấy khó chịu. Như vậy ngoài cảm xúc là bực bội trong tiếng Anh, mình sẽ có cảm xúc được gọi là khó chịu. Thì mình sẽ có từ unpleasant. Yes, unpleasant. Như vậy, khi anh ấy không bán những gì tôi kêu, tôi cảm thấy khó chịu. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh để thử? When he